trên cung trời đâu xuất. Bồ Tát hộ mình quan sát nhân gian, thấy chúng sinh lầm than, thấy chúng sinh mê lầm, chịu nhiều khổ đau. Bồ Tát không yên lòng, quyết xuống cõi nhân gian, dùng nhãn thông quan sát. Bồ Tát đã chọn sinh trong dòng sát đế ly, vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia ứng hiện điểm lành, voi trắng sóng ngà nhập vào bên hông. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Đại địa rung chấn động, đại địa rung chấn động. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Kiết ra hoàng hậu Ma Gia được luôn mát mẻ hiền hòa tươi vui. Đến kỳ sinh nở, hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại, ghé rừng vô ưu hạ sinh. Bồ Tát tất đạt đa, dòng phun nước thiêng thái tử, chư thiên ca hát dài hoa cung dường, sen hồng nâng gót bảy bước chân thiêu. Trái đất chuyên dung khi ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hân hoan mừng đón Phật đản sanh, bốn bể năm châu tỏa hương lành, thôn trên xóm dưới vui mở hội, núi rừng chim hót giữa trời xanh. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể khách quý, quý Phật tử và nhân dân, lời đầu tiên cho phép con MC Hoài Sen xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Xin được chúc cho quý thầy pháp thể vinh an, Bồ đề tăng trưởng, chúc cho toàn thể quý Phật tử có một mùa Phật đản vô cùng an lạc, vô cùng cát tường, và chúc cho chương trình liên hoan văn nghệ của chúng ta buổi tối ngày hôm nay được thập phần viên mãn. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong thông bạch của giáo hội về việc hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024, có nhấn mạnh kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm, là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Hưởng ứng ngày kỷ niệm Phật đản theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như vâng theo lời chỉ dạy của Trên Sư Phụ và Đại Tăng, hôm nay, tối ngày 18 tháng 5 năm 2024, Chùa Linh Quang, thôn Tam Thắng, xã Nghĩa Châu hân hoan tổ chức chương trình văn nghệ kính mừng Phật đản sinh Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Xin đại chúng hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chương trình được thành công tốt đẹp.
Kính thưa đại chúng, trong không khí hân hoan, ý nghĩa của chương trình hôm nay, con xin thay mặt cho ban tổ chức của chương trình giới thiệu có sự tham gia của Đại Đức Thích Minh Thành, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nam Định, trụ trì Đất Phật Chùa Linh Quang, trưởng ban tổ chức. Xin đại chúng hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Về dự chương trình văn nghệ buổi tối hôm nay, còn có sự hiện diện của các vị tăng ni trong và ngoài trụ xứ đã về dự. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Bên cạnh đó, xin chào đón các Phật tử cùng gia đình, người thân, bạn bè đến tham dự chung vui trong chương trình hôm nay. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể đại chúng, mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin kính thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nam Định, trụ trì Đất Phật Chùa Linh Quang, trưởng ban tổ chức lên lễ đài để khai mạc đêm hội Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568, Dương Lịch 2024. Xin trân trọng kính mời Thầy. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Thị Hiền Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Thượng Chủ Tam Bảo Đại Tử Đại Bi Phổ Phóng Hào Quang Tắc Đại Chứng Minh. Nam Mô Lịch Đại Chư Tổ Truyền Giới Truyền Pháp Linh Thiêng Hiện Tọa Đạo Tràng. Cùng kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Tử Bi Chứng Minh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ xa gần. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành tại đất Phật chùa Linh Quang, thôn Tam Thắng, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nước Việt Nam. Chư tăng Phật tử thiện nam tín nữ đồng bào nhân dân thành tâm thành ý về nơi cửa Phật, vâng lời Phật dạy, thiết lễ khoa duyên pháp đàn, trên thỉnh Phật quang lâm chứng minh, dưới cung nghinh hiển thánh. Chư vị thần linh, chư vị tiên linh, chư vị anh linh, chư vị chân linh, đồng thủy linh thiêng lai lâm đất Phật chứng minh, và thành tâm cung nghinh cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni hiện thế lai lâm Phật điện đất Phật chùa Linh Quang chứng giám. Và hơn hết là thành tâm kính mời tất cả quý vị đại biểu, toàn thể Phật tử thiện nam tín nữ đồng bào nhân dân gần xa đồng hoan hỷ về nơi đất Phật để kết duyên lành với Tam Bảo. Đức Phật có dạy, được làm thân người là khó, giống như rùa mù nằm dưới đáy đại dương, trăm năm được nổi lên mặt nước một lần, mà lần nổi lên mặt nước ấy lại có thể gặp được bọng cây nổi mà trôi dạt vào bờ. Các quý vị thử suy nghĩ xem, một là cụ rùa mù nằm ở dưới đáy đại dương mà theo quy định trăm năm mới được nổi lên mặt nước một lần, mà vô tình cái lần nổi lên mặt nước ấy lại gặp được một bọng cây đang bồng bềnh trên mặt nước giữa đại dương ấy, rồi bám vào bọng cây mà trôi dạt được vào bờ. Quý vị thử suy nghĩ xem, không biết bao nhiêu lần cụ rùa mù kia nổi lên mặt nước mới có cơ duyên gặp được bọng cây nổi. Linh hồn con người chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói khi mất thân người rồi, để cho linh hồn mình có thể quay trở lại làm người là cả một nhân duyên hy hữu, giống như cụ rùa mù nằm dưới đáy đại dương kia, rất khó có cơ duyên quay lại làm người. Đức Phật có dạy trong kinh giới luật, muốn quay lại làm người phải giữ tròn đầy năm giới. Thứ nhất, một đời không sát sinh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ bốn, không nói dối. Thứ năm, không uống rượu và các chất làm say lòng người. Phải giữ tròn đầy năm giới ấy mới có cơ duyên linh hồn quay lại làm người. Thử hỏi từ khi chúng ta sinh ra cho đến ngày hôm nay, dù là người trẻ hay người già,
Một đời làm người chúng ta đã sát sinh chưa? Đã trộm cắp chưa? Đã nói dối chưa? Đã tà dâm chưa? Đã uống rượu và các chất làm say lòng người chưa? Cho nên năm giới chúng ta chưa giữ được thì cơ duyên quay lại làm người là khó, khó muôn trùng. Mà được làm người rồi, kiếp người lại cũng mong manh như bọt sóng giữa đại dương, như tia chớp trên bầu trời. Chợt lóe lên rồi lại tan mất. Có nhiều người vừa lọt qua cửa mình người mẹ thì đã không tồn tại sinh mệnh nữa. Và có nhiều thanh thiếu niên vừa mới tuổi thiếu thời đã phải ra đi. Cho nên thân người tưởng là bền chắc trăm năm, nào ngờ cũng chỉ là trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào được, hít vào được mà không thở ra được, thân người đã mất. Mà cơ duyên quay lại làm người thì vô vàn khó khăn. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta được làm người đã là một sự chân quý, nhưng lại có thể gặp được Phật Pháp, đây lại là chân quý gấp bội phần. Gặp được Phật Pháp rồi mà còn kính tin Tam Bảo, vâng lời Phật dạy, thành kính thiết tha, hướng về chư Phật để cúng dường. Điều này khó vô cùng tận. Hôm nay tất cả các văn nghệ sĩ, các ca sĩ, các nhân sĩ về nơi đất Phật để thiết tha vọng bái hư không, hướng về chư Phật, dâng lời ca tiếng hát của mình, cúng dường lên Đức Như Lai. Sự cúng dường của quý vị tưởng rằng không có công đức phước báo, nhưng thực chất là công đức phước báo vô cùng vô tận. Quý vị không có vật chất, không có tiền tài, nhưng quý vị dâng trái tim mình cùng với lời ca tiếng hát cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần. Điều này thật là hy hữu, thật là khó gặp trong đời. Cho nên ngày hôm nay tại đất Phật chùa Linh Quang, chư Tăng cùng ban tổ chức tạo dựng một đêm hội để dâng lời ca tiếng hát vàng ngọc của quý vị cúng dường lên Như Lai Phật Tổ, cúng dường lên thập phương thường trụ Tam Bảo, để cho tất cả quý vị sau ngày hôm nay, sau đêm hôm nay, tất cả chúng ta đều có duyên sâu với Phật Đà, tất cả chúng ta đều có công đức hiện trong cõi Phật. Và thay lời chư Tăng, thầy xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo linh thiêng quang lâm đất Phật, chứng minh cho tất cả quý vị nhân duyên lành này. Nguyện cho tất cả văn nghệ sĩ, các ca sĩ, các nhân sĩ đều được cát tường như ý, gia đạo bình an, con cháu nội ngoại thân bằng quyến thuộc đồng được hưng long thịnh vượng. Và nguyện đem công đức quý vị kết duyên nơi cửa Phật hôm nay, nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 tại đất Phật chùa Linh Quang, xin nguyện hồi hướng cho cửu hiền thất tổ nội ngoại gia tiên, anh linh anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị vong linh cô hồn không phân biệt tôn giáo, đồng được lai lâm về tại đất Phật để cùng nghe tiếng hát vàng ngọc của quý vị dâng cúng Đức Như Lai. Nguyện cho tất cả chư vị chân linh, chư vị anh linh đồng được siêu sinh thoát khổ. Thay lời chư Tăng nơi đất Phật, thầy tuyên bố đêm hội văn nghệ cúng dường mùa Phật Đản Phật lịch 2568 nơi đất Phật chùa Linh Quang giờ này chính thức được bắt đầu. Xin chúc nguyện cho tất cả cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng tùy hỷ với bài phát biểu vô cùng ý nghĩa của Đại Đức Thích Minh Thành. Kính thưa toàn thể đại chúng, hàng năm cứ mỗi độ tháng tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở, báo hiệu một mùa Phật Đản lại trở về. Tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển cảm thấy thật ấm áp, hân hoan đón mừng ngày Phật Đản sinh của Đấng Từ Phụ. Phật về mở cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp khơi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhị, cho cành thêm hoa. Đức Phật ra đời là duyên khởi cho mọi thiện pháp, duyên khởi cho sự giải thoát và đem đến hạnh phúc cho muôn loài. Ai tán dương sự thật cao quý nhiệm màu này thì phúc báu sẽ phát sinh, an lạc sẽ phát sinh đến cho người đó.
Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu, sự đản sinh vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Ngài đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập công đức ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Với tâm giác ngộ về sự đản sinh cao quý của Đức Thế Tôn, nhân chương trình văn nghệ chào mừng Phật đản sinh, kính mời Thầy trụ trì, các vị tăng ni và toàn thể đại chúng cùng hướng tâm tri ân, tán thán sự đản sinh của Đức Phật và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các Phật tử chùa Linh Quang và các Phật tử gần xa cũng như các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trong đêm văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu chương trình biểu diễn là tiết mục múa Em Mừng Đản Sinh do các con trường mầm non xã Nghĩa Châu biểu diễn. Tiết mục múa Trăng Tròn Tháng Tư do các Phật tử chùa Linh Quang thể hiện. Tiết mục múa Chùa Tôi do các con trường mầm non xã Nghĩa Châu biểu diễn. Tiết mục múa Mừng Tam Thế Phật do Chi hội Phụ nữ thôn Phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, quê hương của Thầy biểu diễn. Tiết mục hát đơn ca bài hát Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật do Phật tử ca sĩ Đức Hậu biểu diễn. Tiết mục múa Phật Về Trong Con của đoàn Phật tử chùa Phúc Sơn, xóm mới, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, quê Thầy trụ trì. Tiết mục múa Đội Lễ Lên Chùa của Chi hội Người Cao Tuổi thôn Tam Thắng. Tiết mục múa Nón Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân do Chi hội Phụ Nữ thôn Ngô Xá 1, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên thể hiện. Tiết mục hát đơn ca Thăm Bến Nhà Rồng do ca sĩ Phật tử Minh Thuận thể hiện. Tiết mục múa Phật Là Ánh Từ Quang do các Phật tử chùa Ninh Quang biểu diễn. Tiết mục múa Niềm An Vui do đội dân vũ thôn Ngô Xá 1, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên thể hiện. Tiết mục múa Ơn Phật Từ Bi do Phật tử thị trấn Liễu Đề biểu diễn. Tiết mục múa Tán Thán Cõi Phật Di Đà do đoàn Phật tử thôn Đào Khê Hạ, xã Nghĩa Châu biểu diễn. Ngay sau đây, con xin kính mời Thầy trụ trì, các vị tăng ni và toàn thể đại chúng cùng hướng về sân khấu và nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và thưởng thức tiết mục mở màn múa Em Mừng Đản Sinh do các con trường mầm non xã Nghĩa Châu thể hiện. Em theo mẹ đi lễ.